Bạn không cần vĩ đại để bắt đầu, nhưng hãy bắt đầu để trở nên vĩ đại. Hello, xin chào các bạn. Ở video trước thì mình có giới thiệu về cái vật liệu, một cái máy đọc liều kế cá nhân với các loại vật liệu nhiệt phát quang. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu về các về vật liệu nhiệt phát quang, nguyên lý sử dụng các vật liệu nhiệt phát quang để sử dụng làm liều kế cá nhân, những cái môi trường và các cái loại liều kế khác nhau và cấu tạo của từng loại liều kế. Đầu tiên thì là giới thiệu về vật liệu nhiệt phát quang. Thì vật liệu nhiệt phát, cái hiện tượng nhiệt phát quang là cái gì? Nhiệt phát quang là thermoluminescence, thì là sự phát xạ ánh sáng của một cái chất bán dẫn hoặc là điện môi đã được chiếu xạ trước đó khi mà bị đúc nóng. Thì vì sao mà cái vật liệu nhiệt phát quang này lại được ứng dụng làm cái liều đo lường bức xạ? Bởi vì có những cái ưu điểm là nhỏ gọn, độ nhạy cao, chịu áp lực ít, chịu tác động của môi trường và nó có khả năng lưu trữ thông tin tốt. Thì các loại nhiệt kế nhiệt phát quang thì nó là cái lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng trong lĩnh vực đo liều y tế, đo liều cá nhân và môi trường. Tiếp theo là nguyên lý khi mà sử dụng cái luật vật liệu nhiệt phát quang. Thì một cái chất bán dẫn thì nó sẽ có những cái mức năng lượng khác nhau. Có các vùng năng lượng, đó là vùng hóa trị và vùng dẫn. Thì ở vùng hóa trị là cái vùng mà năng lượng electron có năng lượng thấp và gắn kết ít linh động, và cái electron này gắn kết chặt chẽ với cả hạt nhân nguyên tử. Khi mà có các cái nguồn phơi nhiễm như là tia gamma, tia x hay tia beta cộng, beta trừ hay là neutron, thì các electron thì sẽ tồn tại, sẽ chuyển mức năng lượng từ vùng hóa trị sang vùng dẫn và sẽ được lưu trữ ở trong vật liệu nhiệt phát quang ở các cái dạng, các cái mức bẫy năng lượng khác nhau giữa vùng hóa trị và vùng dẫn. Và khi mà tác động nhiệt lên cái vật liệu nhiệt phát quang khi mà đã được phơi nhiễm thì nó sẽ phát ra một cái photon, bức xạ photon nhờ chuyển mức năng lượng của electron. Và các cái ống nhân quang hay là vật liệu nhạy sáng nó sẽ như là một những cái sensor để thu nhận những cái tín hiệu ánh sáng đó. Thì số lượng photon phát ra sẽ tỷ lệ với cả năng lượng mà bức xạ ion hóa. Thì có những cách mà làm nóng cái vật liệu nhiệt phát quang như là làm nóng bằng điện cực, làm nóng bằng khí nitơ, làm nóng bằng sóng RF hay là làm nóng bằng tia hồng ngoại. Thì trong cái ứng dụng của cái máy đọc liều kế cá nhân thì người ta sẽ thường sử dụng là gia nhiệt bằng khí nitơ. Đây là sơ đồ của từng thành phần ở trong một cái máy đọc liều kế. Chúng ta có một cái khái niệm đó là đường cong phát sáng, glow curve. Thì cái độ nó được định nghĩa là độ sáng phát quang theo nhiệt độ ở một cái tốc độ gia nhiệt không đổi, thì gọi là đường cong phát sáng. Khi mà cái vật liệu nhiệt phát quang này sẽ được làm nóng bằng khí nitơ này, sẽ đi các ánh sáng phát ra thì đi qua một cái bộ lọc phù hợp và được thu nhận bằng một cái bộ nhân quang, một cái bộ ống nhân quang hoặc là thiết bị nhạy sáng để đo cái sự phát sáng nhiệt phát quang trong quá trình đọc, và đi qua chuyển sang tín hiệu điện qua một cái bộ khuếch đại tín hiệu một chiều và ghi đo lại những cái ánh sáng phát ra từ vật liệu nhiệt phát quang. Thì các cái đường cong phát sáng hay là độ sáng đỉnh thì được ghi lại để tính toán cái liều hấp thụ tương ứng theo một cái thuật toán được xây dựng.
Thì đây là những cái đường cong phát sáng điển hình cho những cái loại vật liệu nhiệt phát quang khác nhau, như là lithium fluorua được pha tạp với magie Ti, lithium fluorua magie Cu phốt pho. Thì mỗi một cái loại vật liệu khác nhau thì nó sẽ có một cái dạng đường cong phát sáng điển hình khác nhau, và tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng hay là cái tia phơi nhiễm mà muốn đo lường, như là gamma, beta cộng, beta trừ hay neutron hay những cái phơi nhiễm khác nhau, thì người ta sẽ lựa chọn cái loại vật liệu nhiệt phát quang khác nhau để làm cái vật liệu cho liều kế. Tiếp theo là giới thiệu về các loại liều kế cá nhân toàn bộ cơ thể và liều kế cá nhân môi trường. Thì hai cái loại liều kế này thì có cái hình dạng là dạng thẻ, có cái hình dáng bên ngoài gần như là giống nhau, bao gồm có là hai phần, thứ nhất là thẻ TND và bao thẻ là holder. Thì thẻ nó sẽ thường bao gồm từ 2 cho đến 4 chip kẹp giữa hai tấm vật liệu PTFE hoặc là cáp tông trên một cái chất lèn nhôm, và được định danh thẻ bằng ở cả dạng mã barcode và các cái dạng số chữ. Thì góc thẻ này được khía để xác định chính xác cái vị trí của từng chip và để đưa vào đúng cái vị trí của cartridge trong cái máy đọc. Chất nền nhôm này thì có thể được sơn các màu khác nhau để có thể phân nhóm và nhận dạng dễ dàng. Bao thẻ này thì để bảo vệ thẻ khỏi các cái tác hại của môi trường này, những cái tác động của môi trường và tác động vật lý. Rồi là nó có các bộ lọc khác nhau để cho phép xác định các cái mức liều khác nhau, như liều sâu, liều nông, liều thấu kính, liều tương đương với thấu kính mắt, hay là liều neutron và các cái loại phân xạ năng lượng trung bình. Đây là những cái vị trí, một cái thẻ điển hình cho một cái liều kế điển hình của cá nhân và liều kế môi trường. Thì nó có vị trí số 1 là vị trí đo lường bức xạ liều tương đương mắt HP3. Vị số 2 là đo liều bức xạ tương đương toàn cơ thể HP10, là liều sâu. Vị trí số 3 là liều nông. Thứ 4 là đo liều bức xạ photon năng lượng trung bình và những cái liều neutron. Còn liều kế môi trường thì thường dùng các loại bao thẻ modem là 8855 hoặc 8858 hoặc 8850. Thì nó có các cái chip của nó ở dạng tròn như thế này. Sử dụng vật liệu TLD100 hoặc là TLD700, được chế tạo từ lithium fluorua và tạp với magie Cu phốt pho, và thường có độ dày khoảng 0,38 mm và đường kính là 3,6 mm. Còn về hình dáng thì giống hệt như là liều kế cá nhân, cũng dạng thẻ như vậy. Thứ ba là liều kế chi ở dạng chip stress, để đeo ở trên ngón tay hoặc là đeo ở cái vị trí tay, cổ tay. Thì nó cũng là liều kế để đo lường, liều kế cá nhân để đo lường các bức xạ photon, beta, neutron, vân vân. Thì bao gồm các cái phần tử, nó bao gồm thành phần là gồm có các phần tử nhiệt phát quang hay gọi là detector, rồi các cái bộ lọc, rồi bộ định danh, barcode, và gắn một cái phụ kiện để gắn cái chip stress này lên để đeo. Thì khi mà đọc cái liều kế ở dạng chip stress này thì cần phải dỡ nó ra khỏi cái bao thẻ và chèn nó vào một cái thẻ mang có hình dạng giống như là thẻ liều kế cá nhân và môi trường. Mỗi một cái thẻ mang này sẽ mang được hai cái chip stress, và sau đó thì đưa vào
cái cartridge của máy đọc liều kế cá nhân. Rồi liều kế ở dạng RingNet, chức năng cũng như vậy, gồm có các, tuy nhiên thì nó cái phần định danh của nó sẽ được đóng các cái barcode theo xung quanh của cái chip, xung quanh của cái vòng tròn này. Các cái thành phần cũng có phần tử TL, phần tử nhiệt phát quang hay gọi là detector, một cái bộ lọc, rồi một bộ định danh, rồi một cái dây đeo, gắn vào một cái dây đeo. Trước khi mà đọc cái liều kế chi dạng RingNet này thì phải đưa nó vào một cái thẻ mang. Mỗi một cái thẻ mang này sẽ chứa được 4 cái phần tử, 4 cái phần tử RingNet. Thì mình đã giới thiệu về những cái nguyên lý sử dụng cái vật liệu nhiệt phát quang để làm liều kế cá nhân, và những cái thành phần của trong cái máy đọc liều kế cá nhân sử dụng liều kế cá nhân sử dụng vật liệu nhiệt phát quang, và các cái cấu tạo và từng thành phần của các loại liều kế cá nhân. Video mình kết thúc ở đây. Bạn không cần vĩ đại để bắt đầu, nhưng hãy bắt đầu để trở nên vĩ đại.